Vâng, xin chào các bạn. Như chủ đề là nếu mà vật vờ mà làm gái thì sẽ như thế nào? Tên chủ đề nghe thú nhỉ? Ok, và bây giờ mình sẽ test trước với lại anh Phó Văn Tú cho các bạn xem. Tú bỏ tai nghe ra cho mọi người xem mày làm gái thì sẽ thế nào? Rồi. Thì các bạn đã biết đây là ứng dụng FaceApp, nó được cái là sẽ ăn cắp dữ liệu thông tin cá nhân, ăn cắp gương mặt các bạn vân vân. Bạn nào mà sợ ăn cắp thì đừng dùng cái app này. Đấy, mình chỉ nói thế nhanh thôi. Chứ còn không cần phải đi sâu nữa. Bên Relab có video nói về vấn đề này, anh em đây xem. Đây, chúng ta sẽ chuyển thử xem Tú làm gái như thế nào. Vân, Tú làm gái này. Ê, nó xem trước đã. Yêu ơi. Chạy đi em, gửi em, gửi em. Tú làm gái. Đây, đây là thăm luôn. Tú làm gái nhìn chất từ tự ra như này. Kinh quá. Quạt. Văn. Kinh ghê. 500. Quạt. Quá vãi nổi thề. Trông châu Á. Quạt chịu được. Cười thật sự luôn. Ôi, hài quá. Ok, giờ chúng ta đến với anh Đăng nào. Thôi, nó chưa có dữ liệu mặt em thôi. Rồi, quay đây đi. Đi, không tao lấy lại ảnh của mày ở trong album máy của tao ấy. Cũng được. Rồi, quay đi. Chụp cái ảnh tử tế thì nó xấu hơn. Thế, thế. Anh thật sự ngu ngốc. Bao vì người ấy cũng không sợ. Đi, nào, có tiền. Nhanh lên, không đáng lương bây giờ này. Dương ơi, thằng Đăng. Nhanh lên, không cắt đi nhá. Ok. Just kidding, bitch. Dương ơi, thằng Đăng. À, không cắt, thì quay đây rồi mới cắt. Rồi. Thì em xem mặt em ra chưa? Tóc tai nó phải đàng hoàng đấy. Ok, ta sẽ xem mặt Đăng làm gái nào nhá. Ok, Đăng làm gái, chuẩn bị Tú, Tú, Tú. Tôi thấy có hai ngón tay ở trên mặt. Mày gửi cho mẹ mày xem vào đây người yêu mới con. Xinh lắm. Rồi Khôi làm gái. Này, Vân, thì em nghĩ Khôi làm gái có xinh không? Để ra xa nhá. Nhìn giống giáo viên dạy cái quạt. Đúng rồi. Đúng không Vân? Như này nó có hai option. Tôi muốn cười ơi. Chúng ta ơi. Vâng, con ơi. Nhìn thằng Tiệp này. Các bạn ơi, nhìn này. Đây là Tiệp. Nhìn thằng Tiệp này. Răng khảnh ạ, răng khảnh ạ. À, để tôi thử với thằng kia nào. Đây. Không, đấy là ảnh khác rồi. Nào, kia làm gái. Quạt. Em ơi nhìn này. Dạ ra nhá. Đây là Kiên đúng không? Kiên làm gái này. Ảnh trên mạng của ảnh được tác ở đây này. Ảnh trên mạng này các bạn. Đây là ảnh trên mạng, còn đây là ảnh được tác. Ảnh trên mạng. Ảnh được tác. Ui nó xóa được cả râu rồi, nó xóa các kiểu rồi nhá. Dã man nhờ. Quạt. Nếu mà gái châu Phi sẽ trông như nào? Chúng ta đã thử Trung Anh nào. Trung Anh. Rồi, gái châu Phi nhá, môi thơm lắm. Bạn nhìn đi. Wow! Chú anh làm gái trắng quá. Đây. Trung Anh đây đúng không? Ui, khác bột nhờ. Em nhìn lại gương mặt đi, chỗ trán đấy, nhìn chỗ trán này, nhìn chỗ trán này. Trắng ra hẳn luôn ấy, thề. Vãi ạ. Chú anh làm gái ngon hơn đấy chú anh. Quạt. Bây giờ chúng ta sẽ biến mấy em làm gái thành trai xem như thế nào nhá. Đầu tiên là Vân. Về đây nhìn này. Bỏ tay xuống chứ nhỉ. Nào, ok, Vân từ làm gái chuyển sang làm trai nhá anh em. Cho giống chi dân. Chi dân đó. Chuyển sang làm trai nhưng có bao không? Ôi mà cơ lơ, nhìn này. Vãi thật. Nhìn này. Đúng. Ôi, Vân này. Nhìn tướng phu thê với Tú hết. Ờ, nhìn giống Tú vãi. Ôi. Giờ xem Yến làm trai như thế nào nhá.
Ui đẹp. Chắc chắn. Pháo, anh bảo nè. Đấy anh bảo. Ok, mình lấy ảnh của cháu Thỏ trên máy mình nha các bạn. Đây tuần ảnh lên. Nhìn giống anh Hiếu vậy. Nhìn giống anh Hiếu vào lờ luôn. Thế nhìn chị Thảo này. Giống anh Hiếu. Không cho chụp bây giờ, không cho xem. Ừ. Giống Hiếu không? Nhìn Thảo này, nhìn Thảo này. Giống anh Hiếu nhở? Anh Hiếu nhìn giống anh Vinh. Thêm, thêm tí đâu nữa. Ủa nhưng nó làm rõ nhờ, tại vì nhá, ban đầu là tóc đang che mặt thằng này đúng không? Áo nhờ, sao bọn này làm đỉnh thế nhờ? Đừng cho chị Thảo xem. Ok, như vậy là qua video này thì chúng ta đã được xem khi các bạn viên là bật vờ làm gái thì sẽ trông như thế nào. Mình lưu ý các bạn là phần mềm này sẽ ăn cắp dữ liệu thông tin cá nhân, lấy gương mặt các bạn muốn làm gì thì làm. Đấy là yêu cầu của ứng dụng này, các bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi dùng. Đấy, thì bọn mình ngu thì mới làm thôi, các bạn thông minh thì có thể đừng có làm. Bên Relap có video giải thích vấn đề này rồi. Hẹn anh em với các video lần sau.